Ê mấy anh kia, có tôi thể hiện nè. Anh Quân ơi, xe em khi nào sửa xong vậy? Cái xe này phải sửa tới chiều á. Mày đi xe mày bốc đầu mày phá quá mà. Mày đi bộ về trước đi, khi nào sửa xong anh gọi qua lấy. Nhưng mà chân em như vậy, anh nhắm em đi bộ về được không? Thôi được rồi, ta chở mình về nhá. Alo, chị Hà à? Thằng con chị nó lái xe nó bốc đầu rồi, nó ngã què tay què chân rồi, chị lên nhà em chị chở nó về đi. Vâng, mới ngã đi thôi. Nó mang xe lên, giờ em đang ngồi em sửa cho nó này. Rồi. Mẹ mày đang lên á, mày chuẩn bị mày về nhà mà ăn một trận đòn nữa đi. Đi xe phá như quỷ, đam mê bốc đầu. Mới nhiều đầy lớn mày đặt bốc đầu thể hiện như ai? Anh nói cái gì kể? Cái này người ta gọi là tuổi trẻ. Này, tao nói thật với bọn mày luôn á. Mấy cái thằng mà cứ thích đam mê bốc đầu là chỉ có ăn chuối cả nải ngắm gà và thân thôi đúng không? Sao nó cứ tỉnh thế là ngầu, nhìn có khác gì mấy thằng trẻ trâu đâu. Ê mấy bạn, sắp đến Tết rồi, một ít khô gà chỗ mình làm quà Tết tặng sếp là hết sảy của nhà bà Bảy luôn. Đây, một hộp khô gà to chừng này mình bán là 50.000 một hộp. Mua đi, chờ chi. Ê, tôi thấy cái hộp này ở dưới kia người ta bán 100.000 hả? Ở đây bán 50 á, rẻ á. Ừ, rẻ thật. Chỗ em mà rẻ thứ hai thì không có ai dám rẻ chủ nhật. Mày mua đi các em. À, anh tin chị Châu đúng không? Em nhìn thấy quen rồi mà em không có dám nhận ra. Em là hơi bị hâm mộ anh á. À mà anh mua khô gà ủng hộ em nha. Đáng lẽ anh cũng không định mua đâu, nhưng mà do chú em nhiệt tình nên anh mua ủng hộ. Nhưng mà bây giờ anh không có tiền, hay là chú em bán nợ cho anh nhá. Ê, chết, anh lại bán nợ. Ê, anh chỉ dẫn chơi với chú em thôi. Cái gì thì anh thiếu, nhưng tiền thì anh không thiếu, nhưng nhiều tiền thì anh không có. Ê đù, thế thì anh mua đi anh. Thế cho anh mua nợ nhá. Ê đù, không được đâu anh ơi. Mới sáng không có ai mở hàng hết á. Ơi, bạn Tuân. Ê, chào bạn, lâu ngày mới gặp, dạo này bạn khỏe không bạn? À, mình vẫn khỏe, còn bạn sao? À, mình vẫn khỏe. Này, mình nói thật với bạn luôn á, trong cái đá bạn mình chơi á, là mình chỉ nể mỗi bạn là sống tình cảm. À bạn Thiện, bạn có 20 triệu không? Cho mình mượn, mai mình trả. Anh đồ, đừng có giỡn chơi như bạn. Mình theo đạo, không nói sao. Cái này mày nhờ người khác chứ nhờ mình không được rồi. Không, bạn nhờ cái khác ấy, mới ra mình còn giúp được mà. Thế bạn giúp mình tìm người yêu nhá. Thế bạn mượn bao nhiêu? 20 triệu. Đây, mình có 2.000 cho bạn mượn. Còn 19.998.000 mùa sau mình có mình cho bạn mượn. Thôi, em tin tưởng anh. Em bán đồ cho anh 2 hộp. 2 hộp là 100.000 nha anh. Thế thì tốt quá. Anh cảm ơn chú em nhá. Đây, của anh 2 hộp đây. Khô gà ngon ghê á. Sửa xe em xong chưa? Xe mày sửa xong mà để ngoài kia kìa. Lái về đi. Chân em như vậy thì sao mà lái được anh? À, anh quên. Thôi để đấy, để xíu anh gọi mẹ mày qua lấy xe mày về nhá. Vâng. À, thằng Biểu, bữa nay làm gì để em? À, bữa nay em cải tà quy chính, em đang bán khô gà anh à. Anh mua ủng hộ em nha. Thôi, đừng có nhắc tới gà nữa, nhắc tới gà là anh lại buồn. Ủa sao vậy anh Quân? Thấy cái bao ở ngoài kia không? Gà anh nuôi để Tết đến để bán với thịt, mà bây giờ nó bị dịch, nó nằm ra nó chết hết rồi. Tết năm nay là không có gà để ăn luôn, buồn quá. Nhưng mấy con gà nó bị dịch cúm hay sao á, chết hết cả bầy luôn em ạ. Thế anh Quân kêu mấy người trên phường xuống để tiêu hủy cho nó đảm bảo. Ừ, chắc cũng phải vậy thôi đấy em ạ.
Chào anh, em từ trên phường 4 đến đây để tịch thu và tiêu hủy số gà bị dịch cúm của nhà anh. Để kia đúng không anh? Đúng rồi, cái bao ở đằng kia kìa. Dạ. À, anh Toàn, chiều em đi lên lấy khô gà nhá. Ủa, em quen cái thằng cu làm trên phường hả? Dạ, anh đâu bán khô gà cho em hả? Thằng nào bán khô gà cho em hả? Dạ. Gà dày mà bỏ thì uổng quá, phải tận dụng mới được. Gà dịch gà bệnh gì mình không nói mà biết. Chín sôi 100 độ C như thế này con vi khuẩn này còn sống mà sợ. Hai, giờ thì xé nhỏ gà rồi đem phơi mà làm khô gà bán thôi. Trời hôm nay không có nắng mấy. Kìa, phơi đại đang được. Anh Toàn ơi, anh Toàn, chị em lấy khô gà nhá. Ê thằng kia, sao mày dám ăn khô gà của tao? Mày chán sống hả? Mày đến đúng lúc lắm. Để tao gói khô gà rồi tao bán cho mày luôn. Wow, khô gà của anh Toàn quá hấp dẫn đấy. Bỏ phụ cho. Ở đây có 4 hộp, anh lấy rẻ chúng mày 50. Ủa sao vô lý vậy? Mỗi hộp là 10.000, sao anh lấy của em tính tận 50 vậy? Tết nhất đến nơi rồi, có 10.000 mày cũng tính toán với tao à? Mỗi bữa anh bán cho em một hộp này 10.000, bây giờ em thấy thắc mắc em hỏi thôi. Thôi đây 50 anh nè. Ê cái thằng bù béo kia, mày bán khô gà thối, khô gà bẩn, khô gà kém chất lượng đúng không? Hồi hôm qua tao vừa ăn 2 hộp khô gà của mày xong là tao bị tào tháo giấy suốt từ ngày hôm qua đến giờ. Đây, đây là thuốc ta vừa mới đi khám bác sĩ về. Mày còn gì để cãi nữa không? Ê cái thằng quỷ kia, cẩn thận cái mồm cái miệng mày nha mày. Mày nói tào lao tao vả cho một cái là gãy hết hàm răng mày nha mày, khỏi ăn tết luôn á. Mày ăn cái gì mày bị đau bụng, bây giờ mày qua đây mày đổi thừa khô gà của tao mày. Tao quý mày, tao mến mày nên tao mới bán rẻ bán lời cho mày. Bây giờ mày qua đây mày gây sự với tao à? Mày đừng có tưởng là tao về bị bắt nạt như thế. Dạng tao không phải là dạng rừa đâu, dạng rộng ra mày hiểu không? Mày đừng có tưởng tao về bắt nạt. À cái thằng mập này, mày đã bán hàng kém chất lượng rồi mà mày còn dám to mồm mà mày dám chửi tao đúng không? Mày bảo là khô gà của mày là hảo ha, mà tao ăn vô bị đau bụng hả? Mày đau bụng thì mày hỏi cái bụng mày đi chứ, tự nhiên mày hỏi tao. Đó là cái bụng của mày chứ có phải cái bụng của tao đâu hả? Bây giờ mày tính qua đây tao cái gì vậy hả? Ôi cái gì đấy? Cái thằng chó này nè, nó ăn cái gì nó bị đau bụng rồi, nó qua đây nó đổi thương là nó ăn khô gà của em nè. Ê cái thằng kia từ quán tới giờ tao chỉ ăn mỗi khô gà của mày chứ tao có ăn cái gì đâu. Ê tao đập mày luôn như mày. Từ từ nào, nghe em nói rồi. Rồi đứng yên để yên ăn xử lý được không? Ok anh. Bây giờ là Tuân nó bảo là em bán khô gà cho nó về ăn bị đau bụng đúng không? Đúng rồi anh. Rồi còn thằng Tuân thì bảo là thằng biểu bán khô gà kém chất lượng đúng không? Đúng rồi anh. Có bằng chứng gì không? Đây chính là thuốc mà em vừa đi khám bác sĩ về. Thuốc này là đi khám bác sĩ là chỉ bị đau bụng, bác sĩ kê về cho khỏi bị đau bụng thôi. Chứ còn không có bằng chứng nào là buộc tội là thằng biểu béo nó bán khô gà kém chất lượng, khô gà thối cả. Đó, bây giờ nếu mà thằng biểu nó làm ăn không đàng hoàng, không cho chứng, nó sử dụng gà thối để nó làm khô gà, thì em cứ về nhà em thu thập có đủ bằng chứng thì em lên phường em báo công an là nó bị bắt rồi. Ok chưa? Coi được tao á. Đã đánh đi, đừng có đánh nhau nữa. Không mới sáng sớm tào lao. Thôi con về đi. Anh Toàn ơi, em dẫn các đại lý mua khô gà số lượng lớn lên cho anh nè. Ui, thế thì còn gì bằng. Hello. Hello. Hành vi phạm pháp của anh đã bị tôi phát hiện rồi. Chiều hôm qua anh tự nhận là làm ở bên phường tìm đến nhà tôi để tiêu hủy số gà bị dịch. Nhưng hành động của anh thì vô cùng nghiệp dư và không đảm bảo an toàn y tế, đeo găng tay và khử khuẩn.
Việc ăn xử lý số gà dịch bằng tay không đã khiến tôi nghi ngờ. Vì vậy tôi đã quyết định theo dõi ăn để xem tại sao lại làm vậy. Sau khi theo dõi, tôi đã biết được ăn chuyên giả mạo làm bên phường đi thu thập gà dịch về để chế biến, tái sử dụng thành khô gà và đem bán. Toàn bộ hành động này của ăn đã bị tôi sử dụng camera để ghi lại. Nhưng vì chưa đủ bằng chứng thuyết phục cũng như chưa tìm được nơi ăn phân phối và tiêu thụ nên tôi đã im lặng và tiếp tục theo dõi ăn. Sau đó tôi được biết Biểu Béo mua khô gà từ chỗ ăn và bán cho rất nhiều người, trong đó có Tuân Trẻ Châu. Thì em mua ở chỗ thằng Toàn sống trên đó, nó bán rẻ nên em tham. Một hộp chừng này nó bán chỉ có 10.000 thôi. Mà em bán 50 em lời 4 em tham luôn. Và món khô gà hảo hạng này đã khiến Tuân Trẻ Châu đau bụng dữ dội, dẫn đến cuộc ẩu đả của Tuân Trẻ Châu và Biểu Béo. Cảm thấy mức độ đã trở nên nghiêm trọng, tôi đã phối hợp cùng cảnh sát đến đây để chấm dứt chiêu trò của anh. Em lên phường đây là lần thứ mấy rồi vậy anh? Nhiều lần rồi. Mà anh ơi, ở trên phường có cô bán cà phê tiền và cà phê đá không anh? Mời anh lên phường.